Shopee hợp tác với ví điện tử eBay tung khuyến mại khủng. Sử dụng ví điện tử, thói quen mới của khách hàng trẻ thành thị. Khi tỷ lệ sở hữu smartphone của người Việt tăng mạnh, thanh toán điện tử đang dần trở thành hình thức được nhiều khách hàng chọn lựa bởi sự nhanh chóng, tiện lợi. Chỉ với vài thao tác, bạn dễ dàng thực hiện các giao dịch trực tuyến trong thời gian ngắn nhất. Hiện tại Việt Nam đã có hơn 20 ví điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động và chủ yếu phục vụ cho các khu vực thành phố lớn. Ví điện tử có thể giải quyết rất nhiều thói quen tiêu dùng như nạp tiền điện thoại, chuyển tiền, thanh toán thẻ, hóa đơn, mua vé xe, xem phim. Không chỉ tiện lợi trong thanh toán, nhằm khuyến khích khách hàng bắt đầu hình thành thói quen sử dụng ví điện tử, các ứng dụng ví điện tử mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Minh Anh, 25 tuổi, Hà Nội, sử dụng ví điện tử lần đầu tiên vì nhận được khuyến mại khi mua vé xem phim tại các rạp hệ thống. Dần dần, cô nàng nhận ra ví điện tử có rất nhiều tiện ích thanh toán, thuận tiện trong cả việc book xe, trả tiền dịch vụ nên đã quyết định sử dụng loại hình thanh toán mới mẻ này. Trong khi đó, Thanh Tùng, 30 tuổi, Hà Nội chọn ví điện tử bởi khả năng thanh toán linh hoạt, có thể thực hiện nhiều giao dịch trả tiền điện, nước, mua hàng, chuyển khoản. Bên cạnh đó, ví điện tử cũng được nhiều điểm bán lẻ chấp nhận. Tích hợp ví điện tử trên nền tảng thương mại điện tử, cái bắt tay mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng. Hiện nay, các ứng dụng ví điện tử đang bắt đầu mở rộng, hợp tác với các nền tảng khác để đem lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng. Mới đây, Shopee, trang thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam nói riêng và thị trường Đông Nam Á, Đài Loan nói chung, công bố bắt tay cùng ví điện tử eBay trên ứng dụng của mình. Ví điện tử eBay là ứng dụng trên di động giúp khách hàng đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống, cũng như các dịch vụ vui chơi, giải trí, vốn được lòng người dùng với các tiện ích như nạp tiền game, đặt món trên Fuji, với độ an toàn bảo mật thông tin cao. Trong khi đó, Shopee đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu của giới trẻ với rất nhiều ưu đãi lớn về thanh toán và vận chuyển cho người dùng. Sự kết hợp giữa eBay và Shopee lần này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu giới trẻ của cả hai, cùng mang tới cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Nhờ ưu thế về hệ thống an toàn bảo mật, việc tích hợp ví eBay hứa hẹn mang đến trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng, an toàn và liền mạch cho người dùng khi tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử Shopee. Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ không phải lo lắng tiền lẻ khi giao nhận, vì mọi giao dịch đã được thanh toán trước qua ví điện tử. Điều này cũng giúp người dùng cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều. Người dùng có thể mua hàng trên Shopee thông qua ví eBay chỉ trong 3 bước đơn giản: kích hoạt ví eBay tại mục Tôi, liên kết tài khoản ngân hàng và nạp tiền vào ví, mua hàng và thanh toán bằng ví eBay. Ví eBay cũng liên kết với nhiều ngân hàng, chấp nhận nhiều loại thẻ ATM nên hứa hẹn khách hàng sẽ không bị khó chịu vì thẻ của mình không tích hợp như một số loại sản phẩm khác. Từ ngày 3 tháng 5 năm 2019, tất cả khách hàng Shopee sẽ nhận được gói quà tặng ưu đãi tại mục ví voucher trên ứng dụng Shopee. Gói quà tặng bao gồm 02 phiếu miễn phí vận chuyển, tối đa 80.000 VND và 01 phiếu giảm giá 20%, tối đa 50.000 VND. Để sử dụng gói quà tặng, khách hàng chỉ cần điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu để kích hoạt ví eBay, liên kết ngân hàng và sử dụng chức năng thanh toán qua mục ví điện tử eBay. Tất cả chưa hết đến 30 giây để người dùng có thể sử dụng dịch vụ này một cách ngon lành. Thêm một hình thức thanh toán mới, thêm nhiều cơ hội trải nghiệm dịch vụ thú vị trên Shopee. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không kích hoạt ngay ứng dụng này để sắm ngay cho mình những món đồ ưng ý? Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.